Hello anh em, đã quay trở lại với cả Real Talk và chủ nhật rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả Real Talk. Thì hôm nay chúng ta sẽ có 6 câu hỏi thay vì 5 câu hỏi như mọi hôm nhé. Bởi vì là câu hỏi rất thú vị anh em ạ. Bắt đầu với Real Talk nào. Ok. Câu đầu tiên đến từ bạn Lộc Nguyễn. Bạn có hỏi là mình đang làm đồ họa Unreal Engine 5 cho kiến trúc và cho mình hỏi là con 4080 Super và 4090 có chênh nhau nhiều lắm không? Với 4080 Super và 4090 ấy, thì sự khác biệt giữa hai con card loại này chắc là có mỗi VRAM. VRAM có chênh lệch nhiều nhất. Đúng rồi, chỉ có VRAM là chênh lệch nhiều nhất. Còn về sức mạnh của GPU thì thực ra giữa hai con này thì nó không chênh lệch nhiều. Thành ra là anh em sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đấy chính là quá trình export file giữa RTX 4080 Super và RTX 4090 nó có chênh nhau nhiều hay không. Thì thực sự đấy chính là nếu mà anh em không làm những cái project nó quá lớn, quá nhiều những cái model các thứ ở bên trong, thì chọn RTX 4080 Super nó sẽ là một sự lựa chọn nó kinh tế hơn, nó không chậm hơn quá nhiều nhưng mà nó sẽ tiết kiệm được cho anh em rất nhiều tiền. Hợp lý. Đó. Nhưng mà nếu mà anh em là một người dựng những cái project mà kiểu anh em render chơi độ phân giải 4K, đấy Unreal Engine mà chơi 4K là cũng tốn VRAM rất là nhiều. Rồi là cái phối cảnh về kiến trúc của anh em ở trong Unreal Engine mà anh em cũng để rất là nhiều cây, rồi là kiểu như là thảm lên kiểu lông các thứ nhiều chi tiết, rồi là vật liệu các thứ rất nặng á, thì 24GB RAM ở trên con RTX 4090 nó lại là một cái gì đấy mà con 4080 Super không thể so được nhá. Đấy, không thể so được, không luôn so đấy được. Như kiểu là con 4080 Super chúng ta có thể nói là nó chậm hơn con 4090 một xíu, thì cái một xíu đấy là cái chấp nhận được, nhưng mà cái thiếu VRAM là cái không chấp nhận được. Nghĩa là thậm chí là các bạn sẽ dùng bằng các, nghĩa là hiệu năng chênh lệch thì có thể các bạn sẽ không nhận ra quá nhiều. Nhưng mà việc thiếu VRAM ấy đấy thì anh em nhận ra rất rõ luôn, là cái mà anh em sẽ phải cân đối. Thì trong trường hợp này đối với bạn Lộc Nguyễn, VIT VIZ này nó là cái chữ viết tắt của cái chữ xây dựng ấy. Đấy, chuyên ngành, chuyên ngành. Đấy thì nếu mà cái project của bạn nó không quá nặng, bạn chỉ render chế độ phân giải là Full HD thôi, rồi là những cái model các thứ ở bên trong, vật liệu các thứ nó cũng không phải là nặng nề quá, thì 4080 Super nó sẽ là một sự lựa chọn nó kinh tế hơn. Đấy, nhưng nếu mà bạn thực sự đầu tư và làm một cái project nó thực sự nặng thì 4090 là phải chọn. Đúng rồi. Đó. Ở đây thì bạn đang cân nhắc giữa một con card vừa mới ra, 4080 là vừa mới ra, và một con 4090 chắc ra là hơn 5 rồi nhỉ? 4090 2 năm không? 4090 phải hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Thì trong thời điểm hiện tại nhá, các bạn cũng có biết thông tin đó chính là Nvidia đã coi như ở thị trường châu Á là đã ngừng sản xuất con 4090 rồi. Thế nên nếu như bây giờ cái nhu cầu của bạn như anh Dũng có nói ở phía đầu ấy, đó chính là không quá nặng, thì chúng ta nên chọn một em 4080 Super. Bởi vì là các bạn hoàn toàn phải tìm được 4080 Super mới dễ dàng. Trong khi đó với 4090 thì không phải bên nào cũng có. Đúng rồi. Thì các bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Nhưng mà thực ra nhá, vừa cơ bản với mình thôi, bạn đang cân nhắc hai con card siêu cao rồi thì mình nghĩ là chẳng có lý do để mà không chọn 4090 cả. Tầm này rồi đúng không? Bây giờ một con 4080 Super chắc tầm ba mấy. Ba mấy, nhưng mà 4090 giờ đắt phải 20 ấy. Gần 60. Nghĩa là nếu như bạn là một người không tiếc tiền ấy để đập vào để cày tiền thì mình thấy là không cần phải đắn đo là bạn phải 4080 Super hay 4090. Chốt luôn một con 4090, bởi vì có thể trong thời điểm này bạn chưa làm chưa một project lớn. Nhưng mà trong khoảng thời gian sau khi mà tiếng tăm của bạn nó vang xa rồi, thì lúc đấy kiểu Thái Công chẳng hạn, đấy, bắt đầu kiểu có nhiều bên to hơn liên hệ với bạn để cho các bạn có những cái project lớn hơn, thì lúc đấy thì con 4090 nó lại hữu dụng. Nghĩa là đây là mình đang recommend bạn một cái gì đó nó đường xa hơn. Có nghĩa là nhưng mà thực tế thì nhu cầu như nào thì chỉ có bạn mới quyết định được thôi. Đúng rồi, đấy. Ở đây thì bạn cũng không nói rõ là bạn đang làm cái gì, đủ khoảng bạn ra sao, thế nên bọn mình sẽ không thể nắm bắt chi tiết, nhưng mà đấy, recommend cho các bạn kiểu đấy, ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Tùng Nguyễn Thanh. Bạn có hỏi là làm thế nào để đặt câu hỏi ở trên kênh ạ? Bạn đã làm được rồi. Nghĩa là thế này này, các bạn trả lời nghiêm túc nhá. Là đầu tiên các bạn vào YouTube đương nhiên rồi, sau đó các bạn vào truy cập Realtek và vào đến video Real Talk số mới nhất. Số mới nhất, sau đó bạn tìm đến cái ô comment ấy, bạn hãy đặt câu hỏi vào đấy, thì bọn mình nếu như đấy là một câu hỏi hay và có tính ứng dụng cho đủ rất nhiều người thì lúc đấy bạn sẽ lên thôi. Ok, thì nó đơn giản như thế thôi. Hoặc là cách dễ nhất thì các bạn cứ super thanh ở bên dưới là kiểu gì mình nhìn này. Thực ra là super thanh nó sẽ hiện lên không chỉ là ở video đấy. Đúng rồi. Nghĩa là nó rất là nổi các bạn. Thì anh Dũng là một người kiểu cũng hay đọc comment lắm, nhưng mà chỉ comment nổi bật anh mới đọc thôi. Đấy, thế nên các bạn nhớ nhá là comment nhiều vào. Và đặc biệt nhá, có rất nhiều bạn hôm đợt vừa rồi các bạn cũng có bảo là
ô comment ở trong số Real Talk mà còn không được lên. Thực ra nhá, bọn mình cũng phải nhấn mạnh là video ấy, bọn mình cần đến những cái câu hỏi thứ nhất là nó mang tính thú vị, phù hợp với cả nhiều người, phù hợp với nhiều người, mang tính thú vị chứ. Nên những bạn chỉ hỏi cấu hình này có cân được cái này không, cấu hình này như thế này thế kia, thì thực ra là cái câu đấy trả lời rất là nhanh và hoàn toàn các bạn có thể tìm được câu hỏi đấy ở trên cộng đồng những kẻ làm về công nghệ. Đấy, không cần đến bọn mình thì bọn mình sẽ trả lời những cái câu nó hóc búa hơn một chút này, nó thú vị này. Đúng rồi, nhiều câu số 2 là một câu rất đúng thú vị này. Đấy thì như vậy thì bọn mình sẽ mang lên và như vậy thì nó sẽ có lượt tương tác cao hơn và bọn mình kiếm. Ok chưa? Thế nào? Chúng ta sẽ đến với câu của bạn Kuga Thome, cái gì thì không đọc được. Vậy một con nguồn 750W chuẩn gold sẽ cân ổn CPU 5700X3D 105W này, 4080 Super 320, tổng cộng là 425, chưa tới 60% đúng không anh em? Thứ nhất đấy chính là mình nghĩ đấy chính là bạn lấy cái 750 này chắc là bạn lấy từ cái trang chủ của Nvidia đúng không? Nếu mà các bạn xem cái phần recommend nguồn của con RTX 4080 Super trên trang chủ Nvidia thì nó recommend cho anh em là một bộ nguồn 750. 750 850 750 750 750. Đó. Nhưng mà anh em phải để ý đấy chính là sau chữ 750 nó có một dấu sao. Đấy, và nếu mà anh em kéo xuống dưới cùng thì cái dấu sao đấy nó được giải thích đấy chính là cấu hình test của con 4080 Super là test cùng Ryzen 9 5900X. Đấy, thì có nghĩa là cấu hình đề nghị của Nvidia đang là recommend là 750 cho cấu hình Ryzen 9 5900X cộng với cả RTX 4080 Super. Đấy thì đấy sẽ là một cái mức vừa đẹp. Nhưng mà thực tế đấy chính là 5900X thì nó cũng chỉ ăn nhiều điện hơn là con 5700X3D một xíu thôi. Một xíu. Đấy, thành ra là 750 trong trường hợp này nó là hoàn toàn phù hợp. Đấy, nhưng mà cái công thức tính nguồn của bạn ấy thì nó đang hơi thiếu một chút. Đấy chính là ok, con 5700X3D nó max ping là khoảng 105W. Con 4080 Super max ping khoảng 320W. Thì ok, nó là 425 nhưng mà các bạn phải cộng thêm SSD này, chipset nguồn này, cộng rồi quạt này, rồi là bơm nếu mà các bạn dùng tản nhiệt nước này, rồi là quạt nếu các bạn dùng tản nhiệt khí này, thì cộng linh ta linh tinh cứ cho khoảng tầm dưới 50W. Đúng rồi. Dưới 50 thì các bạn cứ cộng thêm khoảng 50 nữa. Thì là nó sẽ ra một con số phù hợp. Với cả là nếu mà cộng thêm 50 nó thành 475. 475 trên một con nguồn 750W thì nó vẫn là một con số mà các bạn có thể chạy rất rất là thoải mái. Thực ra thì ở đây thì mình lại có một cái gì đó khác khác anh Dũng một tí, đó chính là con 750W ấy, các bạn có thể để ý nhá, có rất nhiều mã 750W nó thiếu dây, dây PCI ấy. Nghĩa là bây giờ nhá, ok các bạn có thể kiếm được những con 4080 Super việc dùng nguồn Gen 5. Nếu như con nguồn 750 đấy thế hệ mới nó có nguồn Gen 5 sẵn, support sẵn, okay. Ok. Nhưng nếu là những con nguồn không có Gen 5 thì có rất nhiều con nó chỉ có 1 dây hoặc 2 dây thôi. Mà trong khi đó cái dây gộp nguồn của con 4080 Super nó là 3. Như này, thường là các bạn sẽ sợ đấy chính là cái việc một dây, một cái dây nguồn card đồ họa ra hai đầu, các bạn sợ là không đủ điện đúng không? Thực ra là đủ. Bởi vì rất đơn giản, đấy chính là các bạn nhìn cái dây nguồn của cái đầu 8 pin của con card đồ họa ấy thì là các bạn thấy có đầu có 8 được cả 8 chân đúng không? Nhưng mà thực tế thì nó chỉ có 4 chân là cấp điện. Chứ còn 4 chân còn lại là 4 chân nối đất với cả là những cái chân còn khác nữa. Thành ra ấy, đấy chính là cái việc mà các bạn thấy là một dây ra hai đầu ấy, ra hai đầu 8 ấy. Thực ra thì nó cũng sẽ là một cái gì đấy nó nặng tải cho cái dây chính. Nhưng mà thực tế đấy chính là các bạn vẫn có thể sử dụng được. Đấy, thành ra là một con nguồn 750 mà nó các bạn cắm một dây là có hai đầu như này để cắm vào một cái đầu gộp của con 4080 Super ấy thì là nó vẫn cắm được, không sao hết. Bởi vì thực ra là em đang đã hơi lo xa một tí, bởi vì từ ngày xưa ấy em đã từng gặp một con nguồn là nó chỉ có một dây xong chia ra hai đầu ấy. Nếu mà trong trường hợp mà con cạc đấy nó yêu cầu là 24 pin, thì nghĩa là không đủ, mà không đủ thì không lên. Đấy, nghĩa là mình thực ra là mình đã gặp một số con nguồn gọi là giá rẻ đi thì nó sẽ support ít hơn, trong khi đó những con nguồn mà nó gọi cao cấp hơn cao cấp sẽ có. Thì các bạn, cái này các bạn cần phải để ý. Đúng, có thể là trên lý thuyết và gần như là có thể luôn, ở trên là con 750W có thể cân được cấu hình của bạn. Nhưng mà bạn phải để ý thử xem là con 750W có đủ chân không. Đúng rồi. Và nếu đã đủ chân thì cắm được. Đấy, ok chưa? Đấy, nốt mỗi cái đấy thôi, mình hơi lo gì. Câu tiếp theo đến từ bạn Kenshin, à Kenny SH gì đó. Cần bao nhiêu con card 4090 để cân Blacksmith Wukong 8K All Cinematic Render 100% DLAA Ray Tracing Very High FGO? Nói chung thì cái này nó sẽ có hai kiểu trả lời. Một là trả lời nhanh.
Đấy chính là nói thật với cả anh em là bây giờ game không hỗ trợ đa cạc đồ họa nữa, nên đúng là rồi, không cần phải nghĩ đấy chỉ cần bao nhiêu con cạc đồ họa để cân đâu. Đúng. Nó không có bút thêm được cho bạn nữa, bởi vì là thứ nhất là ngày xưa thì còn có SLI. Đúng rồi. Ngày đời 2-3 nghìn thì có NVLink. Ừ. Nhưng bây giờ thì có. Bây giờ nó bỏ rồi. Bỏ bây giờ kể đến cả game nó cũng không hỗ trợ đa cạc đồ họa luôn rồi. Đúng. Đấy thì bây giờ bạn cũng không cần phải suy nghĩ đấy chính là cần bao nhiêu con 4090 để mà cân đâu. Ừ. Nhưng mà nếu mà trả lời dài á thì chúng ta có thể đặt ra một cái sự giả sử. Đấy chính là giả sử là bây giờ đa cạc đồ họa nó còn support đi. Ừ. Đó thì lúc đấy chúng ta mới có cái để mà bàn đến. Ok. Ừ. Giả sử một tình huống đúng xảy rồi, ra nha, đúng xảy rồi. Ra đây là một tình huống không xảy ra. Đấy. À, như kiểu mình đã test con 4090 với cả là Black Myth Wukong rồi thì nếu mà anh em bật ray tracing, anh em bật nếu mà để full super resolution thì không nổi. Hơi khó, bởi nghĩa đúng là rồi. Nếu mà bạn super resolution đấy là 100, nó chạy native 4K. Native 4K. Đấy, nếu mà các bạn chạy native 4K mà bật ray tracing để chơi Black Myth Wukong thì thực sự đấy chính là một con 4090 cân không nổi. Ừ. Đấy, bắt buộc các bạn sẽ phải giảm cái super resolution xuống đâu còn đâu khoảng tầm 75 đến 80 gì đấy. 75 là đẹp. Đúng rồi, 75 đến 80 thì lúc này các bạn sẽ có thể chơi được ở mức gọi là ổn. Ừ. Đấy, rồi lúc này mà lúc đấy là vẫn phải bật DLSS. Ok. Thì bật lên cho đẹp. Đúng rồi. Rồi thì các bạn được ở mức gọi là ổn, nhưng mà bạn đây gọi là chơi gọi là native luôn ấy thì thực sự đấy chính là hơi khó để cho một con RTX 4090 để có thể cân được 4K, mà chưa kể 8K là gấp 4 lần 4K. Ừ, đó là bốn cái màn 4K ghép vào. Đúng rồi, thì trong trường hợp này anh giả sử đi, một con 4090 mà chơi kiểu native rồi là ray tracing các thứ được khoảng tầm 20-30 FPS chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ cần hai con 4090 đúng không? Ừ, hai đấy, con. Hai con. Thì bây giờ anh đang chơi kiểu cộng đấy đúng không? Đúng rồi, cái chúng ta chơi cấp số nhân đi. Chúng ta chơi cấp số nhân đi. Đang giả sử mà cứ thế mà nhân. Giả sử đơn giản. Đúng rồi. Thì bây giờ nếu mà bây giờ chơi native 8K thì nó phải là nhân thêm 4 lần lên nữa là thành 8 con. Giảm mà. Anh châu cầy. Châu cầy Black Myth Wukong à. Thực ra nhá là cái câu hỏi này của bạn ấy giống như anh Dũng có nói về phía đầu, đó chính là hiển nhiên nó là không được. Ừ. Bởi vì là ngay kể cả khi bạn dùng 4090 ở 2K, nếu như bạn đẩy cái super resolution lên 100 ấy, đúng rồi, game nó đã cảnh báo rồi. Đúng rồi. Game nó đã cảnh báo là có thể các bạn sẽ có một trải nghiệm không tốt với game. Thì luôn luôn khi mà các bạn để cái default của nó luôn luôn nó để tầm 75. Đúng không rồi. Không bao giờ nó đẩy hơn. Ở bất kỳ con cạc nào mình để ý, nó chẳng bao giờ nó đẩy hơn đâu, trừ khi các bạn thượng kéo tay lên nhá. Còn không thì luôn luôn là từ 75 đổ xuống để đảm bảo được cái trải nghiệm. Nghĩa là mọi thứ đều đúng rồi, ổn định ấy thì là 75. Thì các bạn nếu mà các bạn để lên 100% native 4K thì đúng thật là hiện tại mình nghĩ là kể cả 5090 nếu có cũng khó. Bởi vì nhá, bây giờ mình lấy cái thước đo từ 3090 lên 4090 đi. Sức mạnh tăng lên đầu gần gấp đôi, nhiều gần gấp đôi. Gần gấp đôi. Thì bây giờ mình cũng lấy cái thang đo thịnh tiến đấy lên. Gần gấp đôi. Thì đến vẫn chưa gánh được. Đúng rồi, để native 60 FPS thì cũng rất khó. Đấy, nó rất là khó, thế nên là thôi 4090 hiện tại là con càng là tốt nhất để các bạn chơi rồi. Không phải tự nhiên mà người ta đẻ ra rất nhiều công cụ công nghệ để hỗ trợ đâu. Đúng rồi, nó phải DLSS, nó phải super resolution. Đấy. Các thứ xong rồi nó còn phải có cả frame gen các thứ nữa. Frame gen nữa đấy, để boost. Thế nên anh em có thể thấy là trong một khoảng thời gian gần đây mình nhấn mạnh rất nhiều vào cái việc công nghệ. Đúng rồi, thứ mà anh em cần bây giờ nó là công nghệ, công bởi nghệ. Vì sức mạnh phần cứng bây giờ nó không thể đáp ứng được việc anh em đẩy game lên max setting. Nghĩa là trong thời điểm ngày xưa anh em có thấy là các cái bước nhảy công nghệ nó rất lớn, nhưng mà càng ngày cái bước nhảy nó càng ngắn lại. Đúng rồi. Bởi vì mình nghĩ là đến giới hạn rồi. Đúng rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cần bù đắp bằng phần mềm. Đó, thành ra là công nghệ bây giờ là một thứ mà anh em nên để ý đấy. Anh em thấy kể cả điện thoại hay là máy tính bây giờ công nghệ hết, bắt đầu AI rồi. AI hết, ví AI hết thì anh em sẽ hiểu là bây giờ chúng ta bắt đầu, thực ra là bây giờ bắt đầu thì cũng hơi muộn tí. Bây giờ hãng nào cũng AI hết rồi. AI hết rồi thì bây giờ anh em nên quan tâm đến công nghệ ở trên con cạc chứ không chỉ đơn giản hiệu năng thuần nữa nhá. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Duy Bùi. Bạn có hỏi là xin chào anh, em đang quan tâm mẫu VGA 4060 và 3070, mong anh nhận xét về ưu và nhược điểm. Thấy hiện tại bây giờ hai mức giá mẫu này ngang nhau khi set 3070 là 2ND và ngân sách của bạn mua là chỉ 8 triệu đổ lại. Nếu mà so sánh hai con cạc đoạn này thì nó cũng sẽ trả lời rất là đơn giản thôi. Đấy chính là nếu mà các bạn cần hiệu năng, 3070 mạnh hơn 4060 rất nhiều. Rất nhiều. Hiệu năng thuần nhá. Ừ, đấy, hiệu năng thuần thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đúng nhưng ý. Mà 4060 á, thì nó có một cái lợi, đấy chính là nó ăn điện chỉ bằng một nửa con 3070 thôi. Con hay em đang dùng 3070, nghĩa là con 3070 của mình khi mà mình chơi với Black Wukong ấy, nó sẽ ăn đâu đó khoảng 260W đổ lên. Ừ đó. Trong khi đó con 4060 chỉ ăn khoảng tầm 120W thôi. Và con 3070 em nó nóng. Ừ, con kia mát rượi. Đấy, nghĩa là ở đây nó đã phân rạch ra hai vấn đề. Một con là xác định vừa nóng, vừa ăn nhiều điện nhưng mà hiệu năng cao. Đúng rồi. Còn một con thì hiệu năng nó mát,
ăn ít điện, hiệu năng vừa đủ. Đúng rồi. Đó. Nó sẽ cái đấy thì các bạn sẽ nó sẽ là theo hai trường phái luôn đấy. Tùy các bạn lựa chọn như nào. Và đấy chính là hai trường phái chính nhá. Đúng rồi. Và ở đây nếu mà như các bạn muốn nói về công nghệ, mình nói thật là kể cả con 40 có công nghệ thì mình vẫn chọn 3070, nó mạnh hơn. Bởi vì là cái hiệu năng thuần nó đã quá mạnh rồi. Với cả là 3070 mod frame gen được. À đúng. Các bạn có thể nghịch ngợm cái đấy được. Đúng rồi. Nghĩa là các bạn sẽ có thêm một công nghệ mà vốn ở trên con 3070 không có. Thì vấn đề của con 3070 là nó nóng và tốn điện thôi. Ừ. Nhưng nếu các bạn chấp nhận được câu chuyện đấy thì rõ ràng 3070 nó ưu việt hơn. Nó nghĩa là nó ngon hơn hẳn luôn ý. Đúng rồi. Mình phải công nhận điều đấy, nghĩa là con 3060 đã một con rất tốt và nó đã tốt hơn con 4060. Đúng rồi. Con 3070 nó còn tốt hơn 3060. Đấy thì quan trọng là các bạn chọn theo trường phái nào thôi. Thì nếu các bạn muốn một con card đoạn mát mẻ, tiết kiệm điện thì ok 4060 và nó là card đoạn mới. À đúng rồi, đây an tâm nhất là đúng rồi, an tâm nó là card đoạn mới. Nhưng nếu các bạn muốn một sự mạnh mẽ hơn, thêm vào quạch một xíu nhưng mà nó sẽ ăn nhiều điện hơn, nóng hơn thì 3070 sẽ là sự lựa chọn của các bạn. Như mình nghĩa là mình chấp nhận luôn 3070 rồi đấy. Mình mua nó rồi, dùng suốt rồi. Ưng lắm. Thực ra là con 4060 trong thời điểm hiện tại sau khi mà game Black Myth Wukong ra thì mình đã có một cái nhìn thiện cảm hơn rất là nhiều. Đúng rồi. 4060. Nhưng mà để nói về con cạc ở nhà mình thì cạc nhà mình ngon hơn. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu của bạn Play and Chill. Bạn có hỏi là hai cho em hỏi thì Core Ultra của Intel sẽ có CPU rời hay không? Hay chỉ dành cho laptop thôi? Bạn ấy dự tính là update từ 11700K lên dùng để chơi game và dùng với 3070 và lướt web thông thường. Tại vì cái PC hiện tại nó hay bị đứng giữa chừng và nó bị lag do CPU gần đây dùng 100% không overclock. Một cái thứ nhất đấy chính là thông tin chính thức từ Intel là thế hệ tiếp theo đời thứ 15 ấy, nó sẽ là 15.000 mấy K đấy hay là Core Ultra 200K ấy, thì Intel gọi là chưa có một tuyên bố chính xác. Nghĩa là hiện tại thì chính thức là Intel chưa có nhá. Mà rất nhiều tin leak hiện tại là có con trai. Đúng rồi. Nếu mà theo đa phần thông tin leak và mình nghĩ là nó cũng sẽ đúng từ 80-90% thì là chúng ta sẽ có Core Ultra cho thế hệ thứ 15. Đúng rồi. Thì đây là một cái mà anh em hoàn toàn có thể trông mong được. Được. Đấy, nhưng mà những cái cải tiến ở bên trong thì nó cũng đang hơi nhập nhằng một xíu. Nghĩa là bây giờ hôm trước mình cũng có vừa có một video rồi là nói về con Core Ultra 200 ấy. Thì mình chỉ dám chắc về cái tên. Đúng rồi. Còn về thông số bên trong thì đúng rồi, nó đang nhập nhằng lắm. Bởi vì rất nhiều bên cũng đang nói là lên Core Ultra sẽ không có Hyper Threading nữa. Bởi vì laptop cắt rồi. Laptop cắt rồi. Nhưng mà khi mà mình đọc thông tin thì có những hệ bên vẫn ghi là có. Nghĩa là rất đang lũng đoạn, là cực kỳ lũng đoạn. Thế nên là hiện tại bây giờ mình chỉ dám khá chắc chắn rằng việc Core Ultra sẽ là cái tên trên desktop. Nó là cái tên thôi. Và các bạn sẽ nhìn thấy là Core Ultra 100 thì chỉ có trên laptop nhưng mà 200 thì sẽ có trên PC. Đấy. Đúng rồi. Khả năng thôi nhá, khả năng cao thôi đấy. Nhưng mà nếu mà bạn đang xài 11700K mà nâng cấp lên thế hệ thứ 15 thì mình nghĩ nó cũng sẽ là một sự nâng cấp mà xứng đáng hơn. Một bước tiến xứng đúng đáng rồi, đấy. Một bước tiến nhảy vọt nếu mà các bạn muốn có một trải nghiệm tốt. Và chúng ta sẽ chuyển đến về thứ hai, đấy chính là bạn bây giờ đang lướt web mà CPU nó cũng lốt 100%. Thì mình nghĩ đây chính là cách dễ nhất để các bạn có thể khắc phục được trong thời điểm này, đấy chính là cả lại Win. Đúng rồi, bởi vì là khi mà đây các bạn bảo tác vụ thông thường bạn dùng bình thường lướt web mà 100% thì nó có khá nhiều yếu tố, nhưng mà cái mình sợ nhất là khả năng đang dính virus. Dính mã độc. Dính virus. Đó. Virus, đặc biệt là virus đầu coi. Thì cái này thì thực ra nhá, cái việc mà CPU chạy 100% nó có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau, có thể là do xung đột phần mềm hay là do lỗi một cái gì đấy ở trong Win, hay có thể là nặng nhất có thể là do mã độc chẳng hạn. Thì cái đấy nó khó xác định á. Thì thay vì các bạn phải tự nhiên phải mất khoảng tầm tiếng 2 tiếng để xác định lỗi, các bạn chỉ mất khoảng 15 phút để cài lại Win. Đúng rồi. Thì cái việc mà xác định lỗi của cái 100% ấy, tại sao mà anh Dũng lại bảo là khó, bởi vì khi con CPU của bạn 100% ấy đi tìm lỗi cũng mệt. Đúng rồi. Nó rất mệt. Nó lag lắm ấy. Nó cực kỳ lag, thì kể cả bạn bật cái Task Manager lên nó cũng lag. Bạn vào một cái app khác nó cũng lag, thì đấy, thực sự là đến lúc mà lỗi như thế đấy, thì thôi, sắm một con USB cắm vào máy xong. Giải quyết các mọi vấn đề. Sẽ sử dụng được hết và nhớ là cái SSD mà bạn cài Win ấy xóa sạch đi. Đấy, nhớ backup dữ liệu. Dữ liệu nào quan trọng cóp ra một cái USB riêng. Đúng rồi, bạn phải mất một tiếng nữa để backup hết dữ liệu. Thực sự luôn, bởi vì là một khi đã 100%, nghĩa là anh em có thể thấy là con CPU đang sử dụng 100% sức mạnh của nó làm cái gì đó không biết. Nó còn sức đâu làm cho bạn, đúng không? Đấy, thì lúc đấy thì nói chung là mình thấy như em, ví dụ đơn giản như em thôi, bởi vì là thường những cái dữ liệu quan trọng em không để ổ C thì em sẽ để ổ khác rồi, thì ổ C sẽ cứ thế cả lại Win. Cả lại Win luôn. Như vậy như kiểu anh khá là kinh nghiệm, đấy chính là ổ C anh sẽ làm một cái ổ riêng. Nghĩa là thường mọi người sẽ có hay có thao tác cái SD lớn thì chia đôi, đúng không? Một cái ổ C một cái ổ D, đúng không? Anh là
SSD là một ổ. Đúng. Để sau có vấn đề gì là mình cho cái ổ đấy cúp luôn. Và nó thực ra là cái lý thuyết đấy nó cũng hoàn toàn đúng mà. Đúng rồi. Bởi vì là như kiểu ngày xưa để cho tối ưu con HDD ấy, thì mình phải chia nhiều ổ. Đấy. Nhưng mà với SSD ấy, có khi bạn chia ổ ra tốc độ nó bị chậm đi. Và cái ổ cài Win mình không bao giờ lưu dữ liệu quan trọng ở trên đấy. Nhất là các bạn chỉ có lưu một vài cái tài liệu download về đúng thôi, còn cái gì quan trọng là bạn copy sang chỗ khác. Đấy. Và đặc biệt là kể cả được, còn nếu có USB hoặc SSD riêng, vứt trong đấy nó an toàn hơn rất nhiều. Để có gì nếu mà lỗi, mình sẵn sàng mình cài lại Win một phát xong luôn. Thì đấy là chúng ta là khỏi cái backup. Kinh nghiệm anh em mình dính mấy lần rồi thì thứ nhất là có thể là dính virus này, ổ lỗi này, hoặc là ổ hỏng. Đấy. Ổ hỏng nhiều hơn ý. Đúng rồi, ổ hỏng thì nhiều, nhưng mà nói chung thì ngày xưa mình dùng phần mềm crack thì cái đấy mình bị rất là nhiều, thành ra mình khá là kinh nghiệm. Nhưng mà nói chung là từ ngày mà dùng Adobe bản quyền mà được khoảng chắc là 7 năm nay ấy. Thì từ là... ngày hóa ra lâu từ ngày dùng thì là nói chung là ít lỗi Win hơn hẳn. Nói chung là từ ngày mà không xài crack một cái là ít lỗi Win hơn hẳn. Nói chung là nếu như bây giờ nhiều. Một bộ PC của các bạn mà các bạn bật Windows Defender rồi này, xong là các bạn dùng hết tất cả các phần mềm đều bản là bản quyền này, không nói chung tải là linh tinh nó trên khó lỗi lắm. Thì nó rất là khó lỗi. Và nếu như lúc đấy có lỗi, nó chỉ lỗi đến từ phần cứng. Đúng rồi. Phần mềm các bạn dùng bản quyền hết thì ít bắc cực kỳ. Đấy, thì đấy là một vài kinh nghiệm của bọn mình chia sẻ đến cho bạn về việc tránh việc bị lỗi giống như kiểu của ông này. Ông đấy. Play and Chill này, ông bị 100%. Thì đấy, như mình có nói, đó chính là khả năng cao nhất. Và không phải cao nhất mà là khả năng tệ nhất là dính hư. Nói chung là đen. Ok nhá. Đấy, thì ok, vừa rồi là 6 câu hỏi của Real Talk số thứ 55 lần này. Thì ý kiến em như nào? Comment phía dưới. Anh em có câu hỏi gì hay cứ comment để biết đâu số sau anh em lên TV đúng không? Cảm ơn sát ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye.